Rồi Hiền Tiên xin chào quý ông bà buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh, của chú anh chị. Giờ mấy anh em lau dọn mộ ha, sau khi mà cô Hoa ra về đó. Giờ lau mộ dọn dẹp rồi để ra về của chú anh chị ơi. Anh Minh ơi, vô anh Minh ơi. Vô để về tối rồi, để chút bảo vệ mà mời mình ra đó. Tại 5 giờ mấy rồi. Tay vào cái công việc của mấy anh em mình đi. Cây bữa nay mình muốn anh có tin là cái cậu có thật mà người thật việc thật chưa? Là sao? Là cậu lính nghiệm á. Ủa em mới biết à? Cái này anh phải hỏi em lại chứ. Cậu lính nghiệm phải hỏi anh. Giải sinh cái gì là có cái đó nha. Tại vì anh nói đó giờ nói với em mà. Hải sinh có 1.000 đô mà được 1.000 mốt đó. 1.000 đô mà được 1.000 mốt. Có không hải cho thương mại thì nói chung là anh em mình ai có lọc là mừng ha cho người đấy. Ừ. Với chú giờ giống ông bột quá ha, điều ước của con thành hiện thực. Lao bộ chú phù hộ. Đó đúng quy luật bữa nay tự nhiên cái chú tặng con 1.000 mốt đô. Nè. Hiện tiên đầu tư cái đi, cái hộc quẹt luôn. Đúng rồi, em thấy chú phù hộ trên cái bụng bự anh gần ngày đó. Đủ thiện cả nữa. Ai cũng nói luôn, nãy cô qua còn nói nữa mà. À, nhưng mình hiểu cái dầu phải không ta? Thấy một kèo đúng không? Dạ, chị lấy một tôi lau mà u thì xanh lắm mà không có ai không ai ủng hộ mà cái bóp này cứng nhắc à? Cái bóp hả, tàn là 500 không? Một cọc luôn. Cũng là cháu không, bây giờ anh đỡ làm kia bằng bát đi. Thấy anh nói em hả? Thấy ổng không phù hộ à? Ý anh nói em hả? Nói ai mà anh nói vậy à? Còn kịp phải không? Sao như một cái định đổi. Ủa đâu phải một người kêu bác đâu, hai người kêu bác luôn. Lúc ông đồ kia thì kêu lung tung. Lúc thì chú năm, lúc thì cậu năm, lúc thì bác năm, không kêu gì. Rồi cuối cùng cũng đi hết luôn rồi. Hay. Không có. Không sao. Không sao, không sao. Giờ mình lấy hoa quẹt đốt cho nó cây trái luôn đi. Đốt nha. Chút nữa mình lấy giấy nha mình ra. Trời ơi, tao nhiên tắt luôn rồi. Đây là con cua Đà Lạt được cũng 2 mâm tặng chai. Nên là cua về mới nên mới là mộ. Cái mà mình tỉnh lọc nhưng không quên nhiệm vụ nha, gán ở lại quý thứ chính trị. Rồi cho dù kiều bây giờ quá giờ đó bên hôm dạ.
Còn đi nuôi gì? Tại vì tới sáng cũng quá. Thôi không sao đâu, đi đi. Đi đi. Tới sáng cũng chưa có hết đâu. Làm gì hết. Nhưng mà cái chăm cái hông nhìn thấy kỳ cũng chết. Thôi không có kỳ. Cũng có lao đồ được rồi. Người ta có gia đình mấy ông ơi. Quan trọng là nhà người ta có cái người để lo con cái không? Tội nghiệp chị. Hoài luôn hả? Nhưng mà nó vui mà, đúng không? Có mấy cái đại mát nữa nè. Bữa nay không có miếng nắng rồi. Bịt bông này cho vô. Bậy. Sao mà vui không? Bữa nay em với anh Ngọc có lập là mấy anh em là vui chán. Mà nhiều khi của chị nhảy mà của em nó không nhảy. Nó kỳ lạ gì đó. Nó xét việc lâu lắm. Nó xét việc xong mà bước 3 nó chuyển sang bước 3. Con người nào mà sạch sẽ đàng hoàng lỡ gửi gì lạ lắm. Mấy anh em mình nó bắt kinh tả chị. Tâm đi, mấy chị em mình là sạch sẽ hết, cái việc nhanh lắm. Chị không có quay gì tầm bậy, không có ghi tiêu đề này kia là nó về việc lẹ lắm. Tất nhiên là không có đó, chị ghi đúng không? Làm gì là dạ, có ghi sai lỗi chính tả nó cũng việc cho chị nữa, không có gì á. Dạ. Mà chị không ghi nó cũng việc nữa. Chính tả là cái chất rồi chứ khán giả comment cứ bảo làm lưu bút cái kiểu gì mà sai chính tả tùm lum hết trơn. Trời ơi vậy mà lấy nhiều view vậy, bình luận càng bị sức. Anh Minh là anh cố tình ghi sai chính tả không kìa, view quá trời luôn. Chứ làm khi mình viết hay lắm đấy. Cũng như mình chỉ cái chữ này mà nó lên cái chữ kia mình không hay. Đúng rồi. Năng không? Chị. Bỏ cây thuốc lại, nó cũng chậu đâu rồi. Bỏ đâu? Đâu. Để đâu rồi nè. Không thấy luôn nha. Sao cái này cái kỳ ta? Thông minh lắm mà. Dễ gì quá. Nghe chắc ta sao đứt. Cũng giấu lên vài phút luôn mà. Ấy có thấy hút miếng thuốc nào đâu nói vậy. Ông không hút mà nhiều khi ông đem quá. Không có thấy nó hút thuốc rõ ràng. Ông làm cái này ba sĩ. Nó anh giữ đi. Thôi giữ chị. Cô nhờ anh em nào giữ nữa mà. Thì người cứ giữ coi hết đi, còn nhiêu đưa anh Minh hay gì đó. Đấy nữa. Vậy đó. Giữ gói còn nhiêu thì anh Minh giữ. Anh Minh bỏ vô cốp á. Cái hết thì nói anh Minh đưa tiếp. Nói có nhà anh dìm hàng ba anh em tôi hoài. Gì đâu đó nó đúng chứ gì đâu. Còn ông là ông biết ông thầy gì không? Thầy dìm, thằng ăn, ngủ. Cô chú anh chị ơi, thật ra là một ngày bữa ăn cuối ngày của anh Phương áo vàng là vào lúc 10 giờ đêm nha. Anh là giờ bỏ ăn đêm đi là sẽ
xé nhẹ tí lại. Như chị dạ. Dạ, cảm ơn chị. Chiều nay mát. Làm nhiệm vụ cái nước thì cũng phải dẫn tới. Ai nghe tin gì chưa? Trả rồi đó. Rồi. Cũng chưa. Rồi này là thằng nói. Nam mô. Nam mô với Đức Phật. Hôm nay là ngày 24. Là tháng Giêng năm 2024. Năm Giáp Thìn, con tên 37 tuổi, con kênh YouTube Duy Minh Vlog. Hấp lấy hương trình với các người. Và tới đây cái video của Hiền Tiên xin kết thúc buổi chiều hôm một của chú Du Linh của chú anh chị ơi. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành của cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại.